Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Y tế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 20 tháng 11, trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư. Về phía huyện Yên Thế có đồng chí Đào Duy Trọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, Lao động Thương binh Xã hội cùng gần 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nhà trường. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 2022 trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp nghề miền núi Yên Thế. Nhà trường có nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và đào tạo chương trình văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Vượt qua những khó khăn ban đầu, tập thể giáo viên nhà trường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho huyện và tỉnh. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vượt chỉ tiêu, trong đó năm học 2022-2023 đạt tỷ lệ 98,97%, vượt 1,97% so với kế hoạch. Tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm đạt hơn 80%. Chất lượng giảng dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông xếp thứ 4 trên 12 đơn vị giảng dạy giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn biểu dương ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của thầy và trò nhà trường trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Trung ương, tỉnh luôn dành sự quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Ban hành nhiều chính sách về giáo dục nghề nghiệp với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt nguồn lao động chất lượng cao gắn với nhu cầu của thị trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng sư phạm để truyền đạt những kiến thức bổ ích cho học sinh sinh viên, luôn là những tấm gương sáng để học sinh sinh viên noi theo. Mỗi học sinh sinh viên cần biết kính trọng, yêu quý, học tập theo tấm gương đạo đức, lối sống của thầy, cô giáo. Cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ của thầy cô. Để hỗ trợ nhà trường nhiều hơn nữa, đồng chí đề nghị các sở ban ngành ở tỉnh và huyện Yên Thế tiếp tục quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường yên tâm công tác, giảng dạy. Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Sơn đã tặng hoa và quà cho thầy và trò trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang. Đồng thời, tặng 20 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng ngày 20 tháng 11, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy đã đến dự lễ kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Mỏ Trạng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hội cha mẹ học sinh nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 580 học sinh nhà trường. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã ôn lại lịch sử truyền thống 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những năm học qua, cô và trò trường Trung học phổ thông Mỏ Trạng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo trong dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh có nhiều khởi sắc, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông ổn định trên 99%. Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua các cấp, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, được vinh danh tại các hội nghị điển hình tiên tiến. Đặc biệt, liên tục nhiều năm học, trường Trung học phổ thông Mỏ Trạng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, được tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp, các ngành trao tặng. Phát biểu tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học phổ thông Mỏ Trạng, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cô và trò nhà trường đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Mong muốn các thầy cô tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tụy trách nhiệm, dìu dắt các thế hệ học trò, những chủ nhân tương lai của đất nước, để các em trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Cũng tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân đã tặng hoa chúc mừng trường Trung học phổ thông Mỏ Trạng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng.
Cũng trong buổi sáng ngày 20 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông Bố Hạ. Cùng sự có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các xã thị trấn khu vực phía đông của huyện, cùng trên 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Bố Hạ. Năm học 2022-2023, được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, trường Trung học phổ thông Bố Hạ đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trong công tác dạy và học. Nề nếp, kỷ cương được duy trì thường xuyên và có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được giữ vững và từng bước nâng cao, có 98 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường ngày càng được nâng cao, có 7 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 14 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 34 giáo viên giỏi cấp cơ sở. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường thường xuyên được tu sửa nâng cấp, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong nhà trường luôn được chú trọng. Kết thúc năm học 2022-2023, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, đạt chuẩn cơ quan văn hóa, đứng đầu cụm thi đua số 2 của tỉnh. Phát biểu tặng hòa chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trường Trung học phổ thông Bố Hạ đạt được trong năm học qua. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ dạy và học trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cần xác định rõ vai trò của mình trong thời kỳ mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời định hướng cho từng học sinh, phát hiện học sinh giỏi, uốn nắn, nâng cao trình độ cho học sinh yếu. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề trong đổi mới, cải cách chương trình học. Trong đó cần chú trọng xây dựng chương trình mở về kiến thức để học sinh vừa học, vừa khám phá, tạo hứng thú trong quá trình học tập. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới sáng tạo hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng mong muốn cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Phấn đấu xây dựng trường thành trường kiểu mẫu, trường hạnh phúc để các thế hệ giáo viên, học sinh luôn tự hào về trường. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Văn Thanh đã đến tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Thế. Cũng trong buổi sáng ngày 20 tháng 11, xã Hưng Vĩ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với trường mầm non Hưng Vĩ. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của các thế hệ nhà giáo Việt Nam. Kế thừa truyền thống đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của ba trường học trên địa bàn xã Hưng Vĩ luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu toàn diện để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục trong giai đoạn mới. Các em học sinh đã không ngừng phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện, trở thành những con ngoan trò giỏi. Năm học vừa qua, ba nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, trường Trung học cơ sở đạt 50 giải học sinh giỏi cấp huyện, 3 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Tập thể nhà trường đạt lao động xuất sắc. Trường tiểu học đạt 39 giải tại các kỳ thi cấp huyện. Nhiều cán bộ giáo viên có thành tích xuất sắc ở ba nhà trường được các cấp khen thưởng, trong đó có một cá nhân được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Đặc biệt, năm học 2022-2023, trường mầm non Hưng Vĩ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích mà ba nhà trường trên địa bàn xã Hưng Vĩ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo hơn nữa việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Tuyền đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trường mầm non Hưng Vĩ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trường Trung học Phổ thông Yên Thế cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào sáng ngày 20 tháng 11. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân,
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội khuyến học huyện và đại diện các cơ quan doanh nghiệp, cựu giáo viên và đông đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí hiệu trưởng nhà trường đã trình bày diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành nhà giáo Việt Nam, biểu dương đội ngũ giáo viên nhà trường luôn nỗ lực, cố gắng để nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội cũng như nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục toàn diện hàng năm được nâng cao. Nổi bật như trường tiếp tục duy trì xếp thứ nhất cả về số lượng và chất lượng dạy trong khối các trường trung học phổ thông không chuyên trong tỉnh 8 năm liên tục. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường xếp thứ 2 trên 15 trường trong khối thi đua số 1 của tỉnh và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Nhằm biểu dương ghi nhận những nỗ lực của tập thể, cá nhân trong năm học vừa qua, tại lễ kỷ niệm, tập thể nhà trường và nhiều lượt cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác đã được nhận giấy khen, bằng khen do các cấp trao tặng. Phát biểu tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tri ân đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo trường Trung học phổ thông Yên Thế đã luôn nỗ lực, tâm huyết, cống hiến trong sự nghiệp chồng người cao quý. Khẳng định kết quả mà nhà trường đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành giáo dục huyện nhà, sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2023-2024 đã đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững, củng cố, duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phấn đấu năm học tới được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhân dịp này, nhà trường đã trao tặng nhiều phần quà tri ân đối với các thầy cô giáo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình điện tử do Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.